Trung Kiên Moto kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh Mùa Bán Win nhé. Hôm nay có ông anh ở trên thành phố Hà Nội có xuống nhà em, hai bên bàn bạc xong em quay nhanh, anh xin phép không quay mặt vì anh ấy không muốn lên mạng. Đấy em nói thật thì em hỏi qua cho anh đấy nhá, về giữ lại video này luôn, là tức là cái vành này này đấy, vành bánh may ơ cái thứ này cụt này trước sau rè đây, em dọn mới cho anh phun như này đấy. Củ máy anh nhìn như này, anh em nhìn này đấy, thì anh cảm thấy chấp nhận được chưa? Nếu anh chấp nhận anh em là cái này coi như là mẫu, coi như đây là của anh rồi, ý anh như nào? Ok rồi đúng không? Thì đây là sau đây anh nhá, đây là sau đây. Cái này nó là lô em không nói này, phải vào zin cho anh, tại vì cái này dân người ta chỉ lấy tiền nên vào lô thôi. Nhiều anh các bạn sao lại lô thì kệ người ta, cứ quan trọng anh là em sao vào zin đấy, vào cái thủ bánh sau vành sau như này luôn đấy. Cũng mới tinh nhỉ, mới tinh luôn cả lốp nhá, anh đã chấp nhận được chưa? Ok đây, còn riêng đặc biệt xe của anh thì nó khác cái xe này ở chỗ này, không nằm mới đầu bò này, đầu bò nằm mới đơn giản nhưng nó sẽ mất cái giá trị của cái xe nhiều tiền của anh đi, mà em sẽ làm sạch đẹp, vệ sinh sạch đẹp đấy. Nhưng đôi lốc thì em sơn mới và dán tem cho anh đấy. Đây là của anh, nhìn củ máy em bỏ ra đây này, còn em làm đây này, anh nhìn đây này đấy, sạch từ trong ra ngoài củ máy này, anh em thấy chưa? Đây củ máy này, đây anh em nhìn quả lốc này, em phun nó phải như thế này chứ anh em, nó sáng bóng như mới luôn nhá, vì nó là phun khác này anh. Đây đầu bò anh em nhìn này, đây đầu bò này. Đây đầu bò này. Sạch từ trong ra ngoài luôn, đấy lắm này. Đấy. Đúng không? À, mọi thứ anh em mình nói qua rồi thì anh cảm thấy thế nào đấy, anh ưng không duyệt không, cứ thế anh em bắt tay vào làm không đâu, khủng hoảng thế nhá, em cũng xử lý như này từ trong ra ngoài luôn đấy. Đây nhìn bảng bảng làm những cái bảng em đây đấy, thì anh đây ok chưa? Tốt đây, duyệt chưa? Rồi chưa? Đấy nhá, chốt lại nhá, tất cả anh em cùng mẹ chứng kiến này, mình sẽ dọn cho ông anh này chiếc xe là biển 32 9969, nghe rõ biển nhá, anh em sẽ đợi ngày nó lên biển tầm khoảng đôi tháng, tất cả mọi bằng trước của anh đúng như này đấy, là trước đúng như này, mới tinh như này đấy. Hai đèn vành đèn đây, anh nhìn cái pha này chấp nhận được không? Đây là anh nhìn này này đấy, em làm ok không? Đây nhá, nó phải có vết nhá, zin mà đấy, pha đèn này zin này, anh em thấy chưa? Đấy xinh nha này, đây xinh nha của anh đúng là nó như này đấy, nhưng nắp này em thay cái nắp mới đúng không? Ủa anh nhìn đẹp không này, ok chưa? Đấy zin nó phải có vết. Còn đây chốt cho anh cái bình này, anh quay video lại đây, chốt cho anh cái bình này, đây khung nhà em rất nhiều đấy, chốt cho anh cái bình này, đánh dấu đây rồi, anh ký tên đây rồi, chốt nó bộ bình cốp này, bình cốp rất là đẹp, tem zin nhá. Bộ này là em thay của khách 80 triệu ra đây, em để kỷ niệm. Anh bảo anh đi Lạn Nội từ 5 giờ sáng thì nhà em à, hay 4 giờ sáng? 5 giờ sáng đấy nhá, đấy nhá, trước anh em nhá, chốt lại cho anh một lần cuối cùng này, đọc tên được mà anh tên là gì, đọc tên thôi. Tên là Hùng, anh Hùng nhá anh em ơi, chốt cho anh Hùng ở Hà Nội một chiếc xe mà dọn tổng lên thành phẩm của nó là như thế là vào 81 triệu, đúng không? 81 triệu tất cả này, đúng ra là 80 triệu thôi, lấy 81 triệu cộng 1 triệu cái bình đấy thôi nhá, cảm ơn anh đấy. Anh không lên mạng thì anh ấy có tí gọi là ngành ảnh thôi, anh em thông cảm, nói thế này hiểu tại sao lên mạng đấy. Đây vành bánh anh nhìn này, tất cả vành bánh này đấy, anh làm sẵn ra là mới tinh hết đấy nhá. Cái chốt cho anh một đơn giản là dọn anh nên phun mới như thế và đồ zin kín xe luôn, đúng không? Gọi là đồ trên xe là zin đấy, khoảng là 99.99%, và bộ bình cốt đẹp như thế như anh nói này, em để kỷ niệm anh vẫn tổng 81 triệu, tổng giá trị xe của anh là 81 triệu, ok chưa? Có bắt tay lần nữa rồi em xin em tắt video, anh em tao động mạng nhá, đã chốt xong kẹp đấy. Ông nào nhìn dáng quen thì quen nhá, em tưởng quay mặt ra, anh em là nhìn dáng quen thì nhận ra, dáng quay thì không quay mặt về đây, anh em nhìn cái dáng này mà nhận ra nhận nhá. Ok không à? Vâng đấy nhá, cái khung như này nhá, không phải đôi khi nó phải vui vẻ thật mà, nó lên mặt ở trên cái khung rồi, yên tâm chúc em phần mặt em che mặt đi, đâu em cho đấy, cười vào là xong. Ok anh em nhá, đấy cái nhìn cái khung này nhìn được chưa? Đấy đấy của anh như nào đúng như thế luôn, em cho mặt lên em che anh cười. Chắc chắn luôn cho mặt lên rồi, chắc chắn luôn, chị yên tâm. Em đây kể cả bác ở trong Quảng Bình đấy, bác cũng không cho quay vì bác hay mặc quần áo công an. Nhưng mà chị ấy chị cũng không cho mặt lên luôn. Không quay chị đâu. Không quay đây, không quay. Thì đấy, bây giờ em hỏi anh nốt đoạn cuối cùng là khung em làm lên như này được chưa? Nhưng mà khung này có đánh như thế này. Nó khung của anh nhà nó sẽ là đánh trắng ở bên trong luôn. À chúc em cho anh xem cái video hôm qua em mang đi. Nhưng đại loại anh nhìn này được chưa? Rồi. Ok, thế chốt nhá. Để em tắt video ạ.
Ok anh em nhé, mọi anh em thắc mắc mua xe dọn xe Galo cho em có số 0358 444 888.